Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương, chuyên về các cái dòng hàng bãi nội địa Nhật âm thanh trên toàn quốc. Xin mến chào tất cả các bác lại đầu tuần đến với kênh video của em bán hàng trên YouTube. Em xin kính chúc toàn thể tất cả các anh em trên toàn quốc một tuần mới may mắn, an lành và hạnh phúc. Thì đi vào video của ngày hôm nay, em bán hàng thì em mở cái quà tặng quà trúng thưởng cũng giống như là bán hàng trên kênh. Thì các bác đi vào ghé qua ngang kênh của em trên YouTube, trên Google, ghé vào xem, cho em một lượt là đăng ký, một báo chung và ủng hộ tương tác cho em về một like, và đồng thời là vào đoán số chung với anh em ở trên toàn quốc, trúng thưởng là vui, có quà cho kênh của em nó ngày càng phát triển. Em cảm ơn, và cảm ơn tất cả các bác ngày hôm qua cũng đã ủng hộ và tất cả anh em luôn đồng hành ủng hộ với em kể từ 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 khi kênh của em còn bé téo teo tới bây giờ đấy, và em chân thành cảm ơn. Thì cái món quà của ngày hôm qua, ngày hôm qua là em đã ngày hôm của ngày hôm trước thì em đã giao cho bác ở đây, địa chỉ của bác đây các bác. Tức là anh Lưu Quốc Luận, số 7 năm Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây là cái món quà của cái ngày hôm trước em đã gửi đi ra ngoài Nam Định cho bác ấy. Và ngày hôm nay thì em sẽ gửi cái hình ảnh lên trên cái trang của em để cho anh em xác nhận là cái món quà này em đã gửi đi, và đồng thời là nó sẽ rất chi là thanh bạch. Thì cảm ơn bác, bác chờ nhận quà giúp em và cũng tất cả các anh em hãy vào đón quà với em cho nó vui nha. Đây là món quà ngày hôm trước là số 7 các bác này, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đây nha. Và sau khi trước khi vào video á, thì em vào mấy phút đồng hồ là cho em xin này khui cái món quà của ngày hôm qua đấy. Chưa bao giờ mà bây giờ quà nó lại là đồng tiền mà ba số cuối mà nó lại dễ trúng đến như thế này các bác này. Đây quà này, khui này, đây 1773 6114 đấy. Cái món quà này thì đã ngày hôm qua mới lên một ngày và đã trực thuộc vào cái bác này bác nha. Bác có cái rất chi là bác này là theo tức là trên kênh của em rất là chi là lâu rồi. Đây là A còng tiểu mi 932 21 22 giờ trước em mới chốt lại hồi nãy. 21 giờ trước. Và đoán số là 114. Chúc kênh luôn phát đạt. Em cảm ơn. Đây đây nhá. Đấy thì bác có cái hình nền là đẹp trai này, giai đẹp này. Đấy, liên hệ với em theo số Zalo ở trên phần mô tả để em gửi món quà là một đôi loa Beoner cho bác nhá. Đây bác nhá. Đấy, và đây số tờ tiền này các bác. Các bác công nhận giùm em này, 114, đây là 114 này. Và duy nhất một người đoán rất sớm, cũng giống như là duy nhất trong 200 mấy chục bình luận là của một bác này. Thì bác giai đẹp này, A còng tiểu mi 932 này, liên hệ với em số Zalo cho em xin địa chỉ để em gửi nhá. Đấy, và em qua món quà này các bác này. Qua quà này. Đấy, quà của ngày hôm qua này là đã có chủ nhân này. Chủ nhân là một bác giai đẹp này, A còng tiểu mi này 932 này, liên hệ với em nhá. Rồi, thì ngày hôm nay em vẫn làm một món quà, nhưng mà hôm nay em lên một cái đầu mặt phay gương của Panasonic các bác nhá. Đấy. Em đã test con này chạy ấu ấy các bác này. Đấy. Dòng Bana của em thì hiện tại ấy, thì đợt này nó về cũng nhiều, số lượng thì ít thôi nhưng mà đa số là Bana. Con này có cái cổng BMP này nghe rất hay các bác nhá. Đấy, đây là quà các bác nhá. Đấy, dây bằng dây nguồn chạy hai kênh, hai cầu, các bác có loa hai cầu thì không thì lấy quà xong rồi mua tiện mua cho em đôi loa luôn là được. Đây nhá, USB các bác này. Đấy, nghe ok này, tiếng hay. Đây quà này, quà là không có, chỉ có bụi thôi chứ còn không 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 ấy, không có sứt mẻ. Nói chung là như vậy, em cũng chọn quà em cũng phải chọn để anh em chơi chơi cho nó vui vẻ. Thì các bác vào tiếp tục này để hợp lệ với lại quà, thì các bác đoán cho em ba số cuối nhá, ba số cuối, và đồng thời là đăng ký cho em xin một nút đăng ký ấn chung và để hợp lệ này, hợp lệ với lại quà, và em sẽ ai trúng thì em sẽ gửi đi nhá. Đây là tờ tiền 200 này, 200 đồng ngày xưa các bác nha, 200
200 đồng của ngày xưa này á, là của em á, em bỏ trong bốt của em để làm kỷ niệm hồi niệm à, em gấp ở trong bốt á, lâu rồi theo em suốt chặng đường cho đến bây giờ đấy. Thì hôm nay em đem ra để các bác đoán số, và đây là cũng là may mắn nha, bác nào may mắn thì sẽ sở hữu cái đầu này về để nghe cũng giống như là trưng bày đấy, để gìn giữ các bác nha. 734 tờ 200 đồng rồi. Rồi vậy là món quà đã có chủ nhân này, món quà gửi đi này và món quà mới này. Rồi em xin qua món quà các bác nhé. Em xin qua này. Và các bác nhìn kỹ này. Rồi, đi vào video bán hàng thì các bác hợp cái mã nào cứ gọi điện Zalo cho em nhá. Các bác nhắn tin ở trên kênh thì em thì trả lời được. Ví dụ như vậy rảnh là em vào trả lời, nhưng mà không biết cách nào để giao dịch với các bác cả. Đấy, cho nên là các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em. Nếu kết mã nào thì em có ghim hai cái số điện thoại của em là ở dưới cái phần mô tả đó. Thì các bác vào ủng hộ em nhé. Thì đầu tiên là đi đến mã số 1 là em xin giới thiệu với lại các bác này, là một đôi Onkyo. Onkyo này là của DSX7 này. Đây là model sử dụng 2 bát 12, 2 chất giòn các bác nhé. Thùng bằng gỗ nền, đề can màu vàng. Dòng Onkyo này thì đấu với đầu Onkyo hoặc đầu đề nông thì cực kỳ ok các bác nhé. Đây, dòng 4 ôm này, cho chất âm rất chi là mạnh và bạo lực, thùng bằng gỗ nện SX7. Đây, dòng 6 ôm các bác nhá. Con này thì dễ ghép âm đi, 70W, 140W một cặp các bác, đây căng đầy đủ đây các bác nhá. Đây, rồi em quay lại mặt trước này, giá em bán 800k bao ship các bác này, đây căng đầy đủ, đây căng đây. Rồi các bác này, em dội vào để em qua mã số 1 này. Rồi 800k các bác này, 800k bao ship là có một đôi loa Onkyo. Rồi mã số 2 các bác, mã số 2 là một đôi loa của hãng Aiqua này, đây các bác. Đấy, màu xám rất là đẹp, e căng bằng sắt này, e căng sắt đấy, viền bằng vải tẩm dầu màng carbon, dòng này thì bền rồi, không lo bị hư. Đây các bác nha. Đây, cái điện thoại của em ấy, để gần ấy, là nó rất, cho nó lớn lên ấy, để gần ấy, thì là nó rất chi là mở các bác. Đấy, đây thùng vách đẹp các bác này, MG10 của Aiqua. Đây, dòng 6 ohm 80W một cặp loa. Thùng vách bên này thì qua vận chuyển có bị chùn một chút đề can các bác nhá. Đây, rồi 450 các bác này, 450 e căng đầy đủ, em bao ship này. Rồi em dừng máy lại một chút để em qua mã này các bác này. Rồi mã số 2, 450 em bao ship này. Rồi sang mã số 3 các bác. Mã số 3 này, mã số 3 là một cái đôi loa của Panasonic. Tình trạng là Panasonic bị mục viền các bác nha. Còn chết tất cả là tình trạng là hát ok, chân bằng nhựa mát đằng sau. Đây là e căng. Đấy, hệ hai cầu các bác này. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý con này nha, thanh lý 250 em bao ship này. Đấy, vuông thành sát cạnh này. Panasonic này của model là BM77 các bác nhé. Đấy, dòng 80W một chiếc loa, 160W một cặp, 6 ohm các bác nhé, dễ ghép âm ly. Đấy, vuông thành sát cạnh. Đấy, về thay cái viền mấy chục ngàn nữa là bác nào có tay nghề hoặc là gần nhà gần thợ là ok. Rồi em qua mã này, qua mã số 3 này. Rồi 250 em bao ship các bác. Đây, 250 bao ship này. Rồi mã số 4 các bác. Mã số 4 là một đôi loa của Onkyo của X7 này. X7 con này bị thùng bị nửa các bác nhá. Đấy, thùng bị cái này bị nửa. Chết mát thì nó vẫn là nguyên hình là của nó, không có vấn đề gì, bởi vì nó bằng kim loại không vấn đề gì, nhưng mà chỉ có thùng này bị nửa nó xoay ra thôi. Đây các bác nha, để như vậy nghe chất âm vẫn ok, không ảnh hưởng. Ngoại hình thì hơi xấu à, ngày hôm nay em bán coi như là em bán một cặp chép và cặp bát này thôi à, coi như em bán một cặp chép cặp bát này thôi. Cái thùng này em tặng các bác cũng giống như là phân tần đường trong hoặc là mạch mít đằng trong. Đấy, nếu mà có đấy, thùng bằng gỗ nện, nếu các bác tân trang được thì càng tốt. Nếu mà đề can rán được về
tân trang lại xẻo đi, xong rồi massage trà lại, xong rồi dán đề can vào thì là ok, rất chi là rẻ, rất chi là ngon. Dòng 6 ôm các bác nha, 70W một chiếc, 140W một cặp. Của SX7 ở 650 em bao xíu các bác này. Hai hông thì rất chi là đẹp. Nói chung là vào tay anh em chúng ta thì tất cả là đều ok hết các bác nha. Không có cái gì là không làm được. Cứ tháo bát rồi tháo củ ra, xong rồi mang máy trà trà cho nó bằng đi theo cái hình dạng của mình, xong rồi mua đề can về dán vào là đẹp tuyệt vời, xong rồi lại lắp bát với lại lắp ốc vào, lắp e căng vào, giặt rũ vào là thành một đôi loa rất chi là đẹp, bởi vì nó đã có khung hình sẵn rồi, rất rẻ xử lý. Nhưng mà em thì giờ em bận em không xử lý được, ngày xưa em xử lý suốt. Đây các bác nha, em qua mã này, mã số 4 qua này, 650 bao ship này. Rồi em sang mã số 5 này. Mã số 5 thì ngày hôm nay là em lên tiếp một cái, còn một đôi cuối cùng này. Đôi cuối cùng của em trong cái lô Onkyo này mấy chục bộ là màng trắng này. Đôi này màu cam, vàng cam rất là đẹp. Đấy, nói chung là đôi này là đẹp. Đấy, vung thành sát cạnh. Đấy, sơn zin nguyên bản, loa zin nguyên bản, nguyên bụi. Đây các bác nha. E căng đầy đủ. Dòng này là màng lõm, màng này thì bền, cho chất âm thiên về bass nhiều hơn chét. Của N7TX, dòng đời cao, dòng 4 ohm 70W các bác này. Đây các bác. Màu này màu cam các bác nha. Rồi em qua mã này. Các bác nhìn kỹ hộ em cái này. Để em qua này, e căng đây. Rồi 1,2 triệu bao chip các bác nha. 1,2 triệu em bao chip này. Rồi em sang mã số 6 này. Mã số 6 là một đôi loa đèn ông này, e căng đầy đủ. Đây các bác. Đôi loa này sử dụng 4 bát 10 các bác nha. 4 cái bát 10. Đây một đôi đằng dưới là với lại một chắc ở giữa. 4 cái bát này. Đôi này thì màu này thì màu gallay, màu xám xám sẫm. Đây các bác. Tình trạng là nguyên bụi và bị mục viền. Đôi này thì gọi là thương hiệu rồi. Có rất nhiều anh em thích đôi này. Nhưng mà bảo em đi làm viền. Viền thì rẻ thôi, nhưng mà em bận quá nên em không làm được, 200W một cặp này. Qua có nhiều bác gọi điện đi em bảo đi làm viền để anh lấy đôi này. Dòng 6 ohm của M10 100W một chiếc, 200W một cặp. Không thể của Made in hàng đi đồng bộ Colombia China. Giáp bắp chuối mà mạ vàng. Đây, thùng có ghim, lỗ thùng hơn sau. Con này là vuông thành sắc cạnh. Đây các bác. Loa cao khoảng 30 các bác nha. 30-31. Thuộc vào size trung. Dàn này là dàn 4 thớt. Đi đúng của nó là 4 thớt các bác. Đôi này là đúng của nó là 4 thớt. Rồi, e căng đầy đủ này. Các bác ngắm cái mã số 6 cái để em qua này. E căng không rách gì. Sạch sẽ, đẹp đẽ. Ngắm cái để em qua mã này. Rồi, 1,2 triệu em bao ship này. Rồi mã số 7 nè. Mã số 7 là đôi e căng là ok các bác này. Đẹp, ngon lành gành đào này. Đấy. Rất chỉ là ok. Rồi còn là loa này. Loa này cao 34 các bác nha. Cao 34, hậu sâu khoảng hơn 20. Đấy, chiều ngang khoảng 20. Đấy. Con này mà bát 14. Màng carbon. Màu xám sẫm. Viền cao su bền. Chét giòn. Hai vành đây có bằng mặt phay nhôm. Có vàng chút xíu. Đây các bác nha. Đôi loa này là của bộ dàn trung. Dàn trung cao cấp của đèn ông. Đấy, đề can phủ toàn thân. To cao. Gấu. Rắc bắp chuối mạ vàng. Model là F100 dòng 6 ohm này. 120W một cặp các bác nha. Đấy. Đấy thì là đẹp. Rồi, em qua mã này. Các bác ngắm cho em cái để em qua mã này. Ngắm cái rồi lấy về để thưởng thức với lại ghép với đầu âm ly rời hoặc là đầu nhỏ của đèn ông. Chỉnh bát chét lên, nghe buổi sáng thảm âm và đồng thời là thư giãn. Rồi, 1,8 triệu em bao xíu các bác này. Rồi. Em mã số 7 này, mã số 7 là tiếp tục một đôi đèn ông các bác này, e căng đầy đủ đây, e căng đây.
Đấy. À, đèn ông này thì nó lùn hơn các bác nhá. Loa lùn hơn, màng thì cũng là carbon, viền thì bằng cao su xịn chắc giòn. Đấy, lùn hơn. Đôi này cao khoảng 26 các bác. 26 27. Đấy. Thoa và loa mà đề can bằng giả gỗ đỏ. Đấy. Thùng thì là và chiếc bên này là vuông thành sắc cạnh. Model là MSE 3, dòng 6 ôm 50W một cặp. Đấy, thùng bên này thì có mẻ chút xíu đây các bác. Mẻ chút xíu đây. Đấy. Rồi, mẻ thì bán giá mẻ này các bác này. À, tình trạng là test ok, 850 các bác nhá. Em bao ship. 850 bao ship này. Đây, các bác ngắm mã số 7 cái để em qua này. À, mã số 8 này, các bác ngắm mã số 8 cái để em qua. Cái căng đây. Rồi, sang mã số 9 các bác này. Mã số 9 là một đôi Onkyo này, cái căng đây các bác. Đấy. Đẹp, không có rách rưới gì cả. Đấy, và mã số 9 này ấy, là của model là SX7A. À, bát có cái chóp nón này, lựu đạn viền xịn bằng carbon xịn chất giòn. Đấy thì đôi này này, thùng bằng đề can màu mận chín rất chi là ok. Đấy, sau bằng gỗ nện, thùng toàn thân bằng đồ gỗ nện đề can X7A, dòng 5 ôm các bác nhá, 70W, rẻ ghép âm ly. 5 ôm thì có thể ghép âm ly chênh nhạch một ôm cũng không sao quá, không biết mấy ôm cũng không sao. Đây, đây thì 700k các bác, 700k em bao ship ngày hôm nay em bán rất chi là ok, mang tính chất là thu hồi vốn để lại nhập tiếp tục là hàng mới đang của em đang trên đường về. Rồi, mã số 9 này các bác ngắm cho em gái để em qua này. Rồi em sang mã số 10 này. Vậy chỉ là nay em lên 10 đôi loa này, mã số 10 ê căng đây các bác. Ê căng này một đôi này. Đấy, rồi một đôi Panasonic này của BM710 này. Viền tốt. Chất lớn. Đây các bác. Thùng quách thì ok, về hệ hai cầu. Đó. Các bác lấy cái nào thì cứ gọi điện cho em là có gái đẹp chân dài ship đến tận nơi cho các bác. Yên tâm đi lo để đi làm kiếm tiền và thỏa sức đam mê và vì gia đình. Đấy, ngày rảnh rỗi thì là đam mê. Dòng này là BM710. Dòng 6 ôm các bác nha. 160W một cặp loa, rất chi là ok. Đấy. Mình phải làm thì mình biết chơi. Mà mình chơi được thì mình làm được. Các bác nha. Đấy, ok này. Đấy, các bác cứ yên tâm lo kiếm tiền, còn việc còn lại là của em. Cứ chuyển khoản là em lo. Rồi, 400k các bác này. 400k em bao ship này. 400k luôn. Rồi, 2, 4, 6, 8, 10 đôi loa các bác, cộng với hai phần quà em đã đi qua. Rồi đến bây giờ là em thanh lý luôn cái bộ này nè, không bằng giá nhập các bác này. Đấy, cáp của em hàn về rồi, nhưng mà tình trạng thì cắm lên á, thì lên nguồn, nhưng mà lại không hát. Mặt mũi đẹp, màu đen đẹp, Panasonic bác nha. Con này là của Panasonic, đấy. Dàn chung 4 thớt của CH500 các bác nha. Model là CH500. Đấy, 4 thớt cáp. Đấy, cáp bìa em đã hàn. Đấy. Nhưng mà em không có thời gian đi tân trang, cũng giống như là không có làm lại, cho nên ngày hôm nay em thanh lý. Rưới ra vốn, trong đó bao ship. Bộ này nặng khoảng gần 30 cân các bác nha. Đấy, anh em có nghề, cũng giống như là có thợ thì mới làm được. Còn nếu mà giống như anh em mình bình thường thì không làm được đâu các bác. Phải tút tát lại hết nha. Đây. Đây các bác. Thùng vách đẹp. Đấy. CH500 này. Đây các bác nhá. Đây đầu này. Đấy, các em đã có cơ bản là tất cả những cái mã của em đã có hình ảnh hết rồi. Zalo hết rồi. Thì các bác cứ trong thời gian em test em nghe là em đã quay phim chụp hình. Thì đã có hình ảnh. Các bác cứ ok Zalo em gửi hình sang cho các bác. Đấy thì mã số 11 này cũng là của một bộ dàn chung Panasonic 4 thớt rời này, cáp này. Đó. Thì lên nguồn, tình trạng là lên nguồn không hát các bác nha. Đấy, lên nguồn không hát. Đấy. Thì các bác về ngâm cứu kiểm tra. Giá em bán là 1.850.000 bao ship. Đấy.
dưới giá vốn nữa các bác nhá, dưới giá nhập. Còn bộ này anh em đang tân trang đẹp đẽ sạch sẽ thì lấy của những anh em ở trong này hoặc là lấy ở mối lái thì bán bao nhiêu thì các bác cứ tham khảo trên chị Google. Ok này, em qua này, các bác nhìn ngắm cho em cái này, em qua này, mặt mũi đẹp. Đó. Em bao ship 1.850.000 em bao ship này. Rồi, em qua cái mã số 12 là cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay này. Cảm ơn các bác luôn luôn theo dõi này. Đây các bác, đây là một bộ dàn đại của Sony 715, đi đồng model, đồng zin tất cả này. Mặt mũi rất chi là đẹp này, mặt loa đẹp, mặt phay nhôm bao quay lục giác, viền thì viền rắn, viền thì màng này là viền màng xịn các bác này, màng này là màng xịn và màng vải tẩm dầu. Bát của nó là bát tính cả kiềng này ấy, là người thì tính bằng kiềng này, nếu mà tính cả kiềng này là 25, còn tính cái viền trong này ấy, là 22 các bác nhá, 22 đó. Đây em xoay cận cảnh như thế này nè, mặt mũi rất chi vậy đẹp, không cần phải đánh bóng đánh biết cái gì nó đã bóng rồi. Đấy, equalizer thì cũng ok đây. Đấy, nhưng mà tình trạng qua vận chuyển này thì hôm nay cáp em đi Hàn cáp về để mục tiêu là em test cái tình trạng để em bán với cái giá tốt tốt để cho anh em nghe, chuẩn bị cũng là sang thu sang xuân rồi, sang thu rồi lại đón xuân, để các bác về vừa lau chùi rồi để có việc làm, cũng giống như là được thỏa lòng đam mê và nghe Tết trưng bày. Nhưng mà khi về thì em lại phát hiện ra này là một cái nút của âm ly này các bác này. Đấy, khi em test điện, cắm điện lên là một cái nút của âm ly này thì lại không còn. Không biết là bỏ quên ở bên Nhật hay là ở bên Cam mất rồi. Còn tất cả những cái volume nút nick này là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Đấy, về dàn đại là hay bị thiếu, nhưng mà cái này là không bị thiếu một cái gì, chỉ thiếu mỗi nút này. Và bởi cái nút nguồn này thiếu cho nên là em không bật được cái nguồn âm ly. Và sau khi em cắm liên thông từ nguồn của CD này xuống nguồn âm ly á, thì âm ly vẫn vào điện bình thường các bác nhá. Tức là em mô tả như vậy để các bác hiểu rồi. Còn mấy cái thớt này nè, nó đi theo cáp bẻ, là ví dụ như equalizer này, rồi là táp này, rồi là của cái tuner này nè. Đấy, là nó đi theo cái cáp bẻ của âm ly này, thì âm ly này không bật lên nguồn được thì ba thớt này coi như là không lên luôn. Thì là vẫn vô điện bình thường, vẫn ok các bác này, gọi là lên điện mà không hát. Đấy, và thùng vách đằng sau này, thùng vách đằng sau này thì có xấu như thế này các bác này. Đó, xấu như thế này thì các bác ngắm xem là có tân trang được hay không nha. Ngắm xem là tân trang ok hay không. Còn loa đầu thì rất là đẹp. Đấy, đầu thì bóng đẹp lắm. Đấy, tân trang ok hay không. Còn phương án 2 nữa thì bán loa bán đầu không em cũng bán nha. Em muốn bán cả bộ đồng bộ model như này, nhưng mà Sony này, nhưng mà bán loa không em cũng bán. Bởi vì Sony này thực tế là rất là giá trị. Nếu mà nó hoàn thiện ấy, thì giá không dưới 9 triệu, tầm 8.500.000. Cái thời buổi này lúc này mua hàng rất là dễ, cũng phải tầm 8 triệu đến 8.500.000 mà nha. Còn trước kia thì nó khó hơn đấy, thì 9.500.000, 10 triệu, ví dụ như đẹp đĩa than đầy đủ rồi là khỉnh này đầy đủ các thứ về hơn 10 triệu. Đây các bác, e căng đây không rách gì nha. Thì theo em được biết như vậy thôi, thì các bác tham khảo. Và giá của em ngày hôm nay thì là 4.450.000 các bác này, 4.450.000 em bao ship này. Bộ này khoảng hơn 30 cân. Đây các bác nhá, ngang khoảng 1 mét, cao 56. Rồi, em các bác ngắm cái xem để em kết thúc video này. Và cuối cùng thì em Lê Gia Học là luôn luôn cảm ơn các bác đã luôn đồng hành ủng hộ cùng với em. Và từ ngày kênh của em đang còn bé xíu cho đến ngày hôm nay. Và cuối video một lần nữa xin chúc các bác cùng đại gia quyến là luôn luôn bình an, an lành và hạnh phúc. Và em xin kết thúc video các bác nha. Lại tiếp tục vào đoán số cùng với em, cùng với anh em trên toàn quốc để nhận quà nhỏ vui, để tương tác cùng với em. Em xin cảm ơn ạ.